Rồi, chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ kênh Di động Nhật Nam của mình. Thì bạn nào xem chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và nhấn chuông chọn thông báo để khi có clip mới của bên mình thì sẽ kịp thời xem và mua được những cái sản phẩm ưng ý. Khi nào có nhu cầu thì các bạn sẽ liên hệ đến số hotline 0979 782366 hoặc là 0367 709123 để mà đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Bên mình là có ship code toàn quốc. Và mình cũng có shop ở Tân Phú, Đồng Nai để cho những bạn ở gần có thể đến xem và mua. Hàng hóa các bạn thấy mình còn rất nhiều nhưng mình lại tiếp tục nhập bổ sung để cho nó đa dạng hơn cho các bạn lựa chọn các bạn nhé. Và xem thì cho nó được mãn nhãn đúng không? Đấy, vào nay mình sẽ khui cái gói hàng này ra. Có một số cái hàng người ta đối tác gửi về cho mình qua cái đường giao hàng tiết kiệm nên mình cũng phải đồng kiểm. Cho nên mình cũng đã để sẵn ở đây. Tí nữa sau khi review cái này xong thì mình sẽ review những cái Android mới về đây này. Có những cái đời rất là hot như là A13, A23, F11 Pro và Renault 6, Renault 7 các bạn nhé. Đấy. Còn đây sẽ là một cái gói hàng iPhone. Phần iPhone mấy thì chúng ta sẽ biết sau khi Nhật Nam khui ra. Thì các bạn cũng biết là shop Nhật Nam chỉ bán hàng zin và chế độ bảo hành là 1-1 trong vòng 6 tháng các bạn nhé. Hàng qua sử dụng nhưng còn rất là ok, chất lượng, bảo hành uy tín. Chế độ bảo hành 6 tháng, lỗi sẽ đổi chứ không sửa men các bạn nhé. Và cái shop của mình là ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà những bạn ở xa thì cứ yên tâm giúp mình một điều là bên mình có bán ship code trên toàn quốc và có được kiểm tra hàng nhé. Tức là khi mà nhân viên giao hàng đến cho các bạn là các bạn được quyền kiểm tra hàng đàng hoàng, chứ không có tù mù các bạn nha. Rất là thể hiện cái sự minh bạch cũng như là uy tín. Ship đồng kiểm. Gói hàng hơi kỹ, mình mở ra nó hơi lâu các bạn. Đấy, gói kỹ lắm. iPhone mà, nói chung là của một đống tiền là phải gói kỹ. Đây là iPhone 12 Pro Max các bạn ơi. Hàng 99. 12 Pro Max hàng 99 các bạn nhé. Để mình mở xem còn pin không. Ngoại hình mình thấy khá đẹp đấy chứ. Nhưng mà hàng này 99 này có chày. Bạn thấy có vết chày nhẹ này. Đấy, có vết chày nhẹ này. Nhưng mà hàng này nó rẻ và còn nét lắm các bạn nhé. Đây này, các bạn thấy chày không? Đấy, chày nhẹ này. Nên là hàng này 98-99. Chứ không phải là hàng keng nha. Mình lưu ý các bạn. Không phải là hàng keng, hàng 99. Đang ở cái ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Nhật gì đây để mình mò mình chỉnh sang tiếng Việt cho nó dễ. Máy thì bên mình cam kết là dòng iPhone là chỉ bán hàng chuẩn quốc tế nhé, không bán máy lốc, không bán máy bị sửa. Nếu ngoại hình có chảy xước thì sẽ bán theo giá có chảy xước. Đấy, nó rẻ. Ok, chúng ta sẽ xem là phiên bản gì đây. Bản Mỹ 128GB. Chung máy thì full mọi chức năng, màn hình thì zin nguyên không ám ố. Ok. Chuẩn chỉ, ngon lành cành đào. Thì dòng này nó là 98-99 nên là có một vài vết chảy nhẹ nhưng mà nhìn máy tương đối đẹp các bạn nhé. Đây các bạn thấy này, nhìn máy thì tương đối là đẹp này. Đấy,
chuẩn nét căng luôn đấy, có mỗi tí đây thôi nhẹ, gắn ốp xài thì không có vấn đề gì, mà giá thì nó rẻ. Cái màu gold này là nó chỉ là 17.300.000 thôi, màu gold là 17.300.000 nhé. 12 Pro Max chuẩn quốc tế 128GB, chính hãng của nhà táo đó. Máy tương đối là đẹp này, tương đối là đẹp, đẹp 98-99%, có một vài vết chày nhẹ thôi. Và màu gold này là màu đắt nhất, mình sẽ bán là 17.300.000 đấy, rất là ok, mình thấy giá rất là hợp lý nhé. Máy thì mình bán ra là máy trần và bảo hành cho bạn 6 tháng, máy trần tức là máy chưa phụ kiện, thì bạn nào chưa có sạc thì chúng ta có thể mua thêm, có rồi thì chúng ta tận dụng các bạn nhé, bên mình cứ báo riêng như thế. Như vậy là màu gold thì mình thấy sơ sơ đây là chắc được 2 cái màu gold thôi các bạn đấy. Con này cũng chảy nhẹ tí trên này, nhẹ thôi đó, không các bạn thấy không, hàng 98.9 thì nó đúng chuẩn, là nó zin nguyên bản nhưng mà nó có một vài vết chảy nhẹ thôi, thì chuẩn chỉ không phải là hàng thay vỏ thay viết thì các bạn yên tâm quá này đúng không đấy. Chuẩn quốc tế 128GB nhé, 12 Pro Max, giá chỉ có 17.3 đối với màu gold, và giá màu đen và màu xanh thì còn rẻ nữa. Màu xanh và màu đen thì mình chỉ bán 17 đúng thôi, đúng 17 triệu. Đây này, đây có con màu xanh này. Đấy các bạn cũng thấy chày này. Đấy chày nhẹ nhẹ thôi, một hai rất là nhẹ thôi các bạn, không ảnh hưởng gì nhiều. Và cũng tương đối là đẹp chứ không xấu. Này các bạn nhìn là tổng thể rất là đẹp này ha. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn, chày nhẹ thôi. Phật phật nhẹ. Ok, và tất cả cái sản phẩm này mình cũng vẫn cứ bảo hành cho bạn một đổi một trong vòng là 6 tháng nếu có lỗi. Đấy, máy là máy quốc tế lên ngôn ngữ nào cũng có bạn nhé, chuẩn chỉ, và không phải ghép sim gì hết, chứ không, bên mình là cam kết không bán máy lốc, không bán máy sửa, chỉ bán hàng zin và chế độ bảo hành tới 6 tháng cho bạn và báo giá máy trần. Ok, màu xanh này là 17 triệu nhé. Thì 12 Pro Max này màn hình khá là to, 6:7 và sản xuất gần nên là còn rất là chất nha các bạn. Nói về chất lượng thì dòng này các bạn mua thì có thể xài 5-6 năm nữa là bình thường. Đấy, thêm một cái màu xanh nữa này. Ok, chuẩn chỉ, nói chung hàng cận 99 chứ cũng không hẳn là 98 nữa, cận 99 luôn. Đẹp lắm mà giá thì mềm. Giá mềm xèo, giá có 17 triệu bạn nhé. 12 Pro Max có 17 triệu, ở thời điểm này thì mình nói thật là giá của bên mình là cực kỳ là cạnh tranh rồi đấy. Không mua thì mình không biết là mua cái gì nữa luôn. Đây mình sẽ tìm thêm một con màu đen nữa để xem cái ngoại hình màu đen. Đây, con này các bạn biết là người ta dán cái gì ở lưng nên nó bị nó hơi có một tí nhẹ ở lưng, các bạn thấy này. Đấy, nó phật phật đi tí nhưng không sao, nó zin nguyên. Chuẩn chỉ. Cũng đạt tiêu chí 98-99%. Màu đen. Màu đen thì cũng là 17 triệu các bạn nhé. Và cũng là báo giá máy trần và bảo hành cho các bạn là 6 tháng nếu có lỗi. Lỗi nếu mà không cần phải bung máy ra sửa thì bên mình sẽ không đổi nha. Mình nhắc lại với các bạn vậy để các bạn hiểu. Tức là không cần phải sửa trên main thì bên mình sẽ không đổi. Chẳng hạn như là có nhiều những cái lỗi phần mềm thôi, hoặc là linh tinh thôi. Đấy, hoặc là nhiều bạn là cắm cái sạc nó không vào, thế là các bạn cứ nghĩ là lỗi nhưng không phải. Nhiều khi cái chân sạc nó bị dính đất, dính bẩn. Rồi về mình chỉ vệ sinh cái đi là ok, thì mình sẽ không đổi trong những cái trường hợp như thế bạn nhé. Thì rất mong là các bạn hiểu cái vấn đề là nó không phải sửa trên men thì không phải lo lắng gì hết á, nên là không sợ. Còn bất cứ cái nào mà hỏng nặng, tức là hỏng ở trên men, thì bên mình sẽ đổi cho các bạn máy khác. Đấy. Ok, thì đây là màu đen. Đẹp. Con này khá đẹp. Và giá cũng là 17 triệu bạn nhé. Mình có bán xa cả thế, dòng này thì bây giờ chất lắm. Từ pin, bọng, máy móc là còn chất vì cái đát sản xuất của nó mới các bạn ạ. Cái đát sản xuất của nó mới, mới gần đây thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn thêm mấy con Android. Thêm mấy con Android để các bạn mua đây. Đầu tiên thì có con A12. Con này ngoại hình đạt 99% zin nguyên và con này phiên bản cao. Tức là cái dòng Samsung Galaxy A12 này nó có hai phiên bản, một phiên bản RAM 4 và một phiên bản là RAM 6. Thì đây là con phiên bản RAM 6. Máy chất lừ zin nguyên, chính hãng 2 SIM. Samsung Galaxy A12 phiên bản RAM 6, bộ nhớ 128GB, 4 camera sau, pin trâu 5.000. Và có giá bán cho các bạn là 3.300.000 các bạn nhé. 3.300.000 và có một cái màu xanh.
Tiếp theo là Samsung Galaxy A32. Thì đối với sản phẩm mà Android Samsung này thì mình cam kết là chỉ bán hàng chính hãng các bạn nhé, không bán hàng sách. Hàng sách tay thì của cái dòng Android này thì nó không được an toàn là thứ nhất, thứ hai nó khá là rẻ các bạn nhé, rẻ hơn rất là nhiều. Đấy. Vì là nó là hay dính phốt của máy dọn cho nên là người ta thị trường người ta cũng không ưa chuộng lắm, nên bên mình cũng không bán và cam kết không bán máy sách tay. Đấy. Thì con này là Galaxy A32 màu xanh, chính hãng zin nguyên bản nhà sản xuất. Phiên bản RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin trâu, ngoại hình đẹp, chất, máy màu xanh tươi xanh như nồi canh luôn các bạn. Đấy. Khá đẹp nhá, đẹp keng và có giá bán cho các bạn là 4.1 triệu, 4.100.000 các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là con F11 Pro huyền thoại màu xanh, phiên bản RAM 6 của nhớ 128GB, con này ngoại hình vào khoảng 97-98%. Các bạn thấy là có chày này. Này, có chày. Chỗ vành camera là nó hay chày do thò lên thò xuống ấy. Đó. Rồi cái phần trên này cũng chày nhẹ này, nên là mình đánh giá là 97-98% thôi. Ok, tuy nhiên thì giá của nó rất là hấp dẫn các bạn nhé, chỉ có 3 triệu thôi. 3 triệu F11 Pro thì rất đáng mua, và con này zin nguyên bản. Đấy. Có chày, có nhăm lưng nhẹ nhá, nhưng mà về cơ bản là còn tương đối đẹp, chuẩn. Camera thò thụt, máy zin, chính hãng của Oppo, dùng được 2 sim và giá của nó là 3 triệu chẵn. Giá máy trần nhá. Toàn bộ mình báo là sẽ báo giá máy trần. Để cho các bạn có thể tận dụng sạc cũ, và tùy theo sở thích, người nào muốn mua sạc thì mua, không mua thì thôi. Ok, tiếp theo là con A23. Máy khá mới. Nói chung là ngoại hình đẹp keng, bởi vì dòng này các bạn cũng biết mới sản xuất gần đây thôi. Nó phải còn bảo hành chính hãng đến tháng 7, tháng 8 năm sau luôn. Nên các bạn cứ yên tâm rằng là nó rất là chuẩn nhá. Mới sản xuất hồi tháng 7, tháng 8 đây thôi. Đấy. Hàng kiểu mới ra lò, nên là chưa thể cũ được đúng không? Đấy. Mới đẻ thì không thể nào lớn được đúng không? Đấy. Rồi con này thì là RAM 6. RAM 6 bộ nhớ là 128GB. Để mình xem, tại dòng này nó cũng có hai phiên bản nên là thôi cứ xem đi cho chắc các bạn nhé. Đấy, màn hình là keng xà beng, không chảy xước thì chỉ có dấu tay thôi nha, có dấu tay này các bạn thấy đấy. Samsung Galaxy A23 chính hãng, chất lừ luôn. Mấy dòng này thì mới sản xuất gần đây nên các bạn mua xài cũng rất yên tâm vì đát nó gần. Nói chung hôm nay toàn hàng xịn sò thôi các bạn. Đấy. Lần này để nói mà đắt rẻ thì bạn biết là số mình bán hàng chất. Mà mình thấy là iPhone dạo này giá tương đối êm luôn đấy. Samsung thì cũng thế thôi, nó mới keng như thế này mà giá nó rẻ hơn là các bạn đập hộp rất là nhiều. Nhưng mà sản phẩm thì nó mới ra lò được mấy tháng thì các bạn biết là nó cũng chưa thể cũ được đấy. Đấy, mình phân tích như vậy để cho các bạn mua hàng lướt cho nó tiết kiệm. A23 chính hãng đây, phiên bản chính hãng, và chúng ta sẽ kiểm tra cái vào chăm sóc thiết bị để kiểm tra RAM và bộ nhớ. À, con này RAM 4 đây các bạn nhé. Đây chỗ này là thể hiện cái RAM 4GB này. Đấy, trên đây là bộ nhớ 128GB này, và con này có giá bán cho các bạn là 4 triệu các bạn nhé. 4 triệu. RAM 4. Để xem. Không, con này con này chỉ bán cho các bạn 3 triệu 7 thôi. Mình nhập 3 triệu 7 nhé. Con RAM 6 thì mới 4 triệu. Mình có con RAM 6 nữa, 4 triệu. Còn con này là bán cho các bạn 3 triệu 7. Đấy, rẻ hơn 300 so với cái phiên bản RAM 6. Rồi, tiếp theo là A13. Con này thì cũng RAM 4, bộ nhớ là 128 luôn. Con A13 này thì đời thấp hơn con A23. Tuy nhiên đây còn một máy màu xanh khá là mới và có giá bán rất là hạt rẻ luôn, 3 triệu 2. Các bạn thấy không khác gì máy mới này, đấy. Bởi vì các bạn biết là nó mới sản xuất gần đây thì không thể nào cũ được các bạn nhé. Chính hãng A13 cũng 4 camera. Đó. Giá cực rẻ luôn, 3 triệu 2. Hàng chính hãng. Rồi tiếp theo, nốt con Samsung này nữa đi, con A53 mới cứng luôn, màu trắng. Mới keng xà beng luôn. Và lại là cái phiên bản cao, phiên bản bộ nhớ nhiều á, phiên bản bộ nhớ tới 256GB các bạn nhé. Con A53 này mới keng như hàng đập hộp. Nhưng các bạn sẽ mua rẻ hơn đập hộp rất là nhiều, giá ngày hôm nay mình bán chỉ có là 6 triệu 8 thôi.
Samsung Galaxy A53 pin trâu nha, pin 5000. Tất cả mấy con Samsung vừa rồi mình giới thiệu đều pin 5000 hết, nên rất trâu, bạn mua con nào cũng được tùy theo cái nhu cầu và túi tiền. Rồi tiếp theo thì có con Renault 6 màu đẹp luôn, màu đa sắc bạc này, xanh xanh. Đấy. Oppo Renault 6. Chip khủng, cấu hình khỏe. RAM 8, bộ nhớ 128 hay 256 ta. Mở xem lâu ngày không bán con này. Không còn nhớ nữa. Oppo Renault 6 các bạn nhé. Đẹp quá, chất. Chính hãng 2 sim, hàng này lâu lắm mới có được một con. Nó keng như thế này. Dùng đẹp không tì vết. Khởi động khá là nhanh. Mà Oppo về sau này làm cái phong cách vuông vuông cạnh này nhìn khá là đẹp các bạn ha. Rất đẹp luôn. Chạy chip Dimensity 900 nội 8, con này khá mạnh. RAM 11GB, tức là một RAM 8 với 3 RAM phụ. RAM chính 8GB với RAM phụ 3GB là 11GB. Bộ nhớ 128GB. Nói chung 128GB thì xài thoải mái lắm rồi các bạn nhé. Đấy, máy zin đẹp, chuẩn chỉ màn hình, cứ gọi là sáng rực rỡ luôn. Và giá bán của nó là 5.800.000 các bạn nhé. 5.800.000. Có đúng một cái. Rồi tiếp theo là con Renault 7. Con này thì mới keng, mới sản xuất đây nè. Renault 7 này thì đắt hơn con Renault 6 là chỉ có 300 thôi. Là 6.100.000 các bạn nhé. 6.100.000. Máy như máy mới. Nói chung là thua cái máy mới mỗi cái hộp. Rồi con này thì có dùng rồi nên cũng có một tí nhạm nhạm dưới này. Đấy, nhưng mà tổng thể thì nhìn cái máy quá đẹp. Chà, có đèn LED rồi, xung quanh vành camera này các bạn. Nhìn chất chưa? Đấy, rực rỡ luôn. Chỉ có 6.100.000 thôi các bạn nhé. Renault 7 khá mới. Con này chạy chip Snapdragon. Con chip Snapdragon này khá chất luôn. 5G. RAM thì cũng một RAM chính là 8 và RAM phụ là 3 là 11GB RAM. Đấy. Và con này thì sử dụng chip Snapdragon 5G. Rất là ok. Và bộ nhớ cũng là 128GB. Oppo Renault 7Z 5G. Máy đẹp keng các bạn nhé. Renault 7Z các bạn ạ. Không phải Renault 7 đâu, 7Z 5G. Bản 5G đồng hoàng, giá 6.100.000 thôi các bạn. Máy khá mới. Đây. Rồi, vừa rồi thì mình giới thiệu đến các bạn là sản phẩm 12 Pro Max chất lừ, giá khá là cạnh tranh, cũng như là rất là nhiều cái sản phẩm chính hãng, hàng đẹp nhưng giá chất, đáng để các bạn mua dùng. Thì các bạn nào kết cái sản phẩm nào thì có thể đến trực tiếp shop mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Còn tất cả những bạn ở xa thì có thể mua với hình thức mua online. Bên mình có ship code trên toàn quốc, chỉ cần đặt cọc trước từ 1 đến 500 các bạn nhé. Đặt cọc thì có hai hình thức, chuyển khoản hoặc là thẻ cào. Thì các bạn khi có nhu cầu mua hàng vui lòng gọi đến số hotline của mình 0979 78 2366 hoặc là 0367 709123 để đặt cọc chốt đơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ kênh mình. Bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký, nhấn chuông, chọn thông báo để khi có video mới nhất thì các bạn có thể đón xem được là đầu tiên. Cũng như là khi xem thì các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video đến nhiều người khác cùng xem và cùng mua hàng ủng hộ bên mình các bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại bạn ở những video sau.